Hello, chào các bạn nha. Thì nhân dịp năm mới thì Út cũng chúc các bạn và gia đình có một năm mới 2022 thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Thì tình hình là hôm nay là mùng 1 tháng 1 năm 2022 dương lịch các bạn. Thì cũng không có làm gì. Thì sẵn rảnh thì ra quay là cái giường mỏng thon mới vừa phục hồi xong nè các bạn, thì quay cho các bạn xem cho vui nha. Đây các bạn, thì cái giường này thì hổm là mới vừa cắt trái xong hổm các bạn. Thì hiện nay Út đã tiến hành là làm gốc, xử lý bệnh và thải phân rồi nha các bạn. Xịt cộng thêm ở trên thì mình xịt dưỡng lá luôn. Thì mình kéo cái cây đọt đầu tiên sau phục hồi các bạn. Đặng mình lấy cái cây lá đầu tiên và cái cây lá thứ hai và cây lá thứ ba để cho qua năm nó đủ lá thì mình chuẩn bị mình xử lý làm gốc của mình nghiệp vụ tiếp nha các bạn. Thì các bạn, cái cây đọt đầu tiên thì nó đã đi đọt thành công rồi các bạn. Đây, đi đọt thành công thì cái cây lá này thì Út cũng đã có xịt rầy rồi và tẩy dinh dưỡng lên cho nó nuôi cái đọt các bạn, nhưng mà do nó còn ảnh hưởng được cái dư âm của phát lo. Nhưng mà trong quá trình mình làm trái thì cũng có đẩy kali vàng lân cao nên cái đọt đầu tiên thì nó sẽ không mạnh các bạn. Cộng thêm với cái tiết trời thì nó cận tiết, cận tết chứ là cận tết thì nó sẽ không có đi mạnh các bạn. Thì cái cây đầu thì nó hơi khó, nhưng mà nó qua được cái giai đoạn này thì cây 2, cây 3 thì nó sẽ đi rất là mạnh các bạn. Các bạn, thì nói chung thì trong vườn thì đi đọt cũng chưa có đều các bạn ơi. Thì đọt thì còn tùy thuộc vào cái bộ rễ và cái sức khỏe của cây nữa nha, chứ không phải là mình làm là 100% là nó đi đọt đều hết các bạn. Hiếm, khó lắm các bạn. Thì cái cây nào nó khỏe, nó lực thì nó sẽ đi trước nha các bạn. Còn cây nào yếu hơn, còn yếu hơn chút nữa thì nó sẽ đi sau, thì nó sẽ không có đồng loạt được. Đây, cái cây của Út thì sau khi phục hồi và rửa cây xong các bạn, cây thì nó cũng tương đối sạch sẽ các bạn. Bạn cái nào mà cái nhánh nào mà nó dướng díu, mình cứ mạnh dạn cắt bỏ các bạn, rồi mình chét thuốc vô thì nó cũng không có ảnh hưởng gì các bạn. Đây, cây cũng khá là sạch sẽ nha các bạn. Đây, nên đi cập nhật cho các bạn xem cho vui nha. Đây các bạn, thì cũng có một số thì nó đang đi đọt, cũng số thì nó lùa các bạn. Các bạn, thì trong giai đoạn này thì mình cũng phải bắt đầu mình xịt gầy nha các bạn, chứ mình không có bỏ được nha. Bỏ thì con gầy nó sẽ chích hút thì nó sẽ phá tiêu cái cơ lá của mình nha. Thì cái phí công của mình phục hồi lắm, bởi vậy mình nên mình chăm xịt thuốc gầy và cộng thêm nha dưỡng amino lên cái đọt cho mình, nó kéo đọt nha, nó mập nha, nó khỏe nha. Trong giai đoạn này thì nó còn ảnh hưởng của phát lo, các bạn tranh thủ các bạn giải độc phát lo và kéo cho nó được 1-2 cây đọt đầu là cái cây của mình nó sức khỏe nó ok luôn các bạn. Đây, các bạn thấy không? Đây, cái vườn này thì nó cũng triển vọng cho năm sau luôn các bạn. Sau thì qua Tết khoảng tháng 3, tháng 4 thì Út cho làm gốc và mình chuẩn bị làm trái nha các bạn. Dạng lá thì cũng tương đối tạm ổn nha các bạn.
Bạn thấy cây không? Cây ăn trái xong rồi nhưng mà vẫn còn rất là khỏe nha bạn. Chặn lá cũng còn đủ lá. Thì mình kéo chừng một hai cây đọt nữa thì qua Tết thì làm trái ok các bạn. Đây. Thì trong vườn thì Út sẽ không có xịt thuốc cỏ nha, cứ để cỏ nha. Lúc này là mùa nắng thì để cho nó tốt lắm nha các bạn, chứ không xịt thuốc cỏ nha. Để vậy thì nó mát gốc, nó đỡ bị sốc.